các bác tiến hành vặt rau xuyến chi. Rau này rất nhiều ngoài đường, không mất tiền mua. Đây, cả một rừng luôn. Chúng ta lấy cái rau này xào thịt bò. Ui ôi, chưa được ăn à? Chưa. Hôm nay thằng này sẽ được thử món lần đầu tiên được ăn. Hôm nay sẽ được cho ăn món này. Hoa xuyến chi xào với lại thịt bò cộng với lá ngón. Nay quyết định là đầu tư một cái chảo các bác nhá, chảo gang này. Vừa mua ở chợ 50k. Đây, chảo gang này để đi rừng xào rau, xào thịt. Chảo này bé thôi. Đây là rau xuyến chi các bác nhá. Chắc chắn là nhiều người chưa bao giờ được ăn cái loại rau này. Rau này thì mọc quanh nhà rất nhiều nhưng mà ít người biết có thể ăn được cái rau này. Hôm nay hai thằng em này sẽ được thử món rau lần đầu tiên được ăn, nhìn thấy nhiều nhưng hôm nay em được ăn này. Đấy, rau này ăn rất là ngon, thơm ngon mà lại có tác dụng chữa bệnh, các loại bệnh. Thôi cho đây nhiều nào, trưa nay chỉ có ăn rau thôi. Ôi cái thằng này, mày điên à? Rau này là rau cờ chó. Ăn cái gì cái này thằng này? Rau này ăn được. Đây. Em tương đối rồi. Tương đối. Thôi bằng này chắc đủ 3 thằng rồi đấy. Rồi thế thôi. Tí nó ngót đi còn tí nữa mà. Chuẩn bị đi chế biến thôi. Rồi bây giờ anh em ra suối đi. Sau đây chúng ta tiến hành làm món thịt bò. Đây thịt bò xào với hoa xuyến chi các bác nhá. Đây thằng em đang rửa chảo đây. Với món này thì chúng ta phải dùng chảo mới được. Đấy, rửa chảo sạch. Sau đây đến rửa rau đi. Rửa sạch rau đi. Thôi cho lấy nước vào chảo để cho vào luộc rau này. Ôi, rau hẳn ra ngoài mới rửa. Chui thì được, làm nắm rửa để lên hẳn đất như này. Đây, để đến đây. Không cần đâu. Nhưng mà lấy đâu đây chép? Đi kiếm đi. Đây, rau xuyến chi vặt cái ngọn non các bác nhá. Vặt ngọn non nhá. Đó bây giờ lấy nước đi, lấy nước vào chảo đi, đây này chảo đi để đun sôi cho xuyến chi vào luộc. Các bác ơi, cái rau này nó có mùi hăng mà nó có cái tinh dầu, vì thế là chúng ta trước khi xào là phải cho vào luộc các bác nhá. Nếu mà ai mà không ăn được mùi hăng nhiều thì chúng ta sẽ luộc kỹ một chút sau đó mới mang đi xào nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắc nước lên để luộc. Rồi, cho rau vào nồi đi. Công đoạn tiếp theo là mời các bác cho rau vào nồi để luộc nhá. Rồi, cho vào nồi lấy cái đũa kìa, đũa anh vừa làm xong ở hai cái đấy. Cho hết vào, nhúng xuống. Lấy cái rác cho ra đi, cho ăn cả rác à. Nên đen đấy. Hôm nay ai là người rửa rau ấy? Mạnh. Rồi, nhấn xuống đi, luộc qua trần qua đây. Một lọ bia nhá. Mạnh ơi, lấy anh hai tờ chuối, lá chuối giải lên kia để anh đổ rau, bắt gắp rau ra. Lấy cắt đẹp đẹp thì sạch tí. Rồi, sắp được đấy. Trần một tí nữa cho nó hết cái mùi hăng đi. Đi. May đầu tư cái chảo được ấy. Thế mà các ông bảo cho lên hòn đá luộc thế nào được. Rồi sau đây tiếp theo đây chúng ta sẽ thái thịt nhá. Dao này cùn quá. Phải dao đi.
thịt đã thái xong nhá. Đây thịt rất là tươi ngon đây. Sau đây các bác tiến hành xào thịt bò với lại hoa xín chi nhá. Đây xong rồi. Không cần ướp gì đâu, xào luôn thôi. Rồi bây giờ gắp ra để đây. Rồi đâu rồi, chín rồi đấy. Gắp gắp ra vứt đây, gắp ra để đây. Gắp đi. Gắp đi. Cho xào nước đi, cho hết nước đi. Rồi đúng rồi đấy. Rồi cho đây. Thận rơi một phát thì. Rồi sau khi luộc qua thì chúng ta để là cho nó ráo nước này. Rồi rau này luộc qua. Ngửi thế nào, có mùi gì không? Đỡ hằng rồi đấy. Rồi. Rồi chú đổ cái nước ở cái chảo đi. Đổ nước chảo đi. Lấy cái lá. Ấy. Bạn ấy anh lọt một canh nhé. Ôi dồi ôi, chảo này xào thịt bò thì rồi tuyệt vời luôn. Đây. Cho tí bột canh vào nhá. Đó, giờ này. Rồi, bây giờ. Rồi, đây đây. Nhân vật chính này, rau xuyến chi cho vào nhá. Ui. Vào đấy. Rồi đồ uống anh em cất tủ lạnh đây. Bia bia bia. Chuẩn bị trưa nay uống hết chỗ này thôi về thôi. Đấy. Đấy. Móc móc ra. Ngô này vừa đi mua được ở nương về. Ôi để đây, để đây. Ôi chảo nó vướng lắm. Các gắp ra đây này. Gắp ra đây này. Để chỗ này nó dốc dốc này thành cái chảo đi này. Đấy gắp thịt bò đây. Đấy. Để đũa đây gắp thịt bò ra. Thế đây để chỗ này này, chỗ này nó có húng này, nước này. Nước không bao giờ ra được. Đấy. Để lâu quá đen đen rồi. Nhá. Ừ. Cái gì? Đổ phát ra hết luôn nhá. Ôi điên à. Gắp thịt ra thôi, để lại một tí ăn tiếp. Đây thịt thịt bò xào hoa xuyến chi anh em lần đầu tiên được ăn này. Bây giờ hai anh em ăn thử nào. Mày ăn thử nhận xét chưa? Thịt bò xào hoa xuyến chi nào. Mày làm miếng đi mày ơi. Bắt canh vào đi. Thử phát thế nào.
Chanh đâu? Chanh chanh thì mai có, mai. Mai có. Món này ăn với chanh. Mời các bạn nhá. Nào. Ơi anh em ăn thử bác nhá. Xem nó có gì khác lạ không? Lần đầu tiên ăn món này rất ngon luôn. Rất là rau rừng. Sạch, ngon. Ngon đấy nhỉ? Nó mùi ngậy, mùi thơm. Nó hơi lạ lạ đúng không? Rất là ngọt, rất là mùi các bạn ạ. Cái loại rau ở dưới mình trồng cũng rất là ngon mà. Rất là ngon. 20 năm về trước mình dùng đi tạt cái cây này để cho châu ăn. Lợn ăn. Thỏ. Thỏ ăn thầy nhất. Đi tạt cái này để châu ăn. Nhưng mà bây giờ con người đã được tiến hóa bằng con trâu. Trâu, thỏ. Mạnh ra đấy, 5 năm xuống, 5 hạ xuống, đúng rồi, 5 hạ xuống. Rồi, chờ đi.